Xin chào quý vị và các bạn, quý vị thân mến. Và tiếp theo trong cái bản tin sức khỏe của chúng tôi ngày hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ với quý anh chị và các bạn một cái loại rau phải nói là cực kỳ tốt, có thể nói đó là một thần dược trị bệnh của phụ nữ. Đấy là loại rau diếp cá với nhiều cái dược tính đặc biệt. Rau diếp cá đã được ghi tên trong các cái sách thuốc từ bao đời nay. Nó được mệnh danh là rau vua trị bách bệnh và làm đẹp. Rau diếp cá thường được gọi với những tên gọi phổ biến là diếp cá hay là ngư tinh thảo. Theo đông y thì diếp cá có vị cay, tính hơi lạnh, giúp thanh nhiệt, giải độc cho cơ thể, sát khuẩn, rất phù hợp để kết hợp chữa trị nhiều căn bệnh như là viêm phổi, bệnh chỉ, táo bón, sốt, viêm âm đạo, sỏi thận và đặc biệt là làm đẹp da. Chính vì vậy mà nó được coi là người bạn thân thiết với chị em phụ nữ. Sau đây là một số các cái bài thuốc mà rất tuyệt vời từ rau diếp cá. Thứ nhất là chữa áp xe vú gây sưng đau phát sốt. Dùng 30 g diếp cá, 30 g lá đinh lăng, 16 g hoa hòe sao, 12 g quả ké sao, 12 g kinh giới, 12 g ngân hoa, 12 g mộc thông, 12 g hoàng kỳ, 20 g bồ công anh, 10 g chỉ sác và 16 g cam thảo. Sắc 3 lần, uống 3 lần trong ngày, mỗi lần sắc xong uống hết luôn. Có thể kết hợp với bài thuốc đắp ngoài 50 g diếp cá, 40 g lá mã đề, 30 g lá chanh non. Dạ nhỏ chung 3 thứ mang đắp vào cái chỗ sưng đau rồi băng lại. Thứ hai đấy là viêm âm đạo. Với cái tính kháng khuẩn cao, rau diếp cá có cái tác dụng ức chế nhiều loại vi khuẩn như là tụ cầu vàng, phế cầu khuẩn, đồng thời còn có cái khả năng ức chế virus HSV gây viêm loét sinh dục, tiêu diệt các loại ký sinh trùng, nấm. Vì vậy mà đây là cái loại nguyên liệu tuyệt vời giúp điều trị viêm âm đạo. Cách dùng là chúng ta lấy 20 g diếp cá, 10 g bồ kết, một củ tỏi, cho tất cả vào nồi cùng 5 bát nước thuốc rau diếp cá rồi đun sôi thật kỹ, xông hơi nóng vào chỗ bị đau. Phần nước dùng để ngâm rửa chỗ đau mỗi ngày một lần và làm trong 7 ngày. Và cái thứ ba đấy là điều trị kinh nguyệt không đều. Cách dùng, chúng ta lấy 40 g diếp cá, 30 g ngải cứu mang ra nhỏ rồi lọc bằng nước sôi để nguội, uống một bát nước thuốc chia thành 2 lần trong ngày. Uống liên tục 5 ngày. Có thể phòng kinh nguyệt không đều bằng cách là uống trước kỳ kinh nguyệt 10 ngày. Tuy nhiên thì chị em không nên lạm dụng rau diếp cá quá nhiều vì nó có thể gây ra cái huyết áp và ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa. Khi sử dụng rau diếp cá, chị em nên chọn rau tươi không có thuốc trừ sâu hay là bị nhiễm bẩn. Bên cạnh đó thì việc rửa rau diếp cá cần nhiều lần bằng nước sạch giúp loại bỏ vi khuẩn, bụi bẩn cũng rất cần thiết trước khi mà sử dụng, tránh cái việc mà chữa bệnh lại mang thêm bệnh vào người. Ngoài ra thì rau diếp cá có thể chữa trị một số các cái bệnh khác, ví dụ như là bệnh viêm phổi. Trong diếp cá có cái thành phần kháng viêm có cái tác dụng là ngăn chặn vi khuẩn có hại, giúp bạn kháng viêm hiệu quả, ngăn chặn sự phát triển của viêm phổi. Bên cạnh đó thì khả năng kháng virus, kháng khuẩn của loại rau này còn ức chế các loại virus kiềm hãm các cái tác nhân gây bệnh viêm phổi. Cách dùng là chúng ta dùng 50 g diếp cá rửa sạch, sau đó là ngâm qua với muối rồi xay nhuyễn, lọc lấy nước uống 2 đến 3 lần trong ngày. Trước mỗi bữa ăn dùng liên tục 4 đến 6 ngày. Thứ hai là chữa sốt ở trẻ em. Rau diếp cá 30 g để tươi, rửa sạch, giã nát, thêm nửa bát nước nguội vào đun sôi để nguội và uống làm một lần, đồng thời là lấy bã đắp vào thái dương. Thứ ba là chữa bệnh sỏi thận. Nhiều người biết đến cái công dụng chữa bệnh chỉ rất hay của rau diếp cá mà không mấy ai biết rằng loài rau này ăn còn có thể chữa bệnh sỏi thận cực kỳ hiệu quả. Đối với những người có sỏi thận có thể áp dụng bài thuốc này từ rau diếp cá uống hàng ngày để sỏi tự tan, không cần phải phẫu thuật lấy sỏi ra. Tuy nhiên là cũng tùy vào kích thước của sỏi mà cái việc điều trị lâu hay là mau. Thì cái cách dùng như sau: 20 g diếp cá, 15 g rau dệu và 10 g cam thảo đất, sắc uống ngày một thang, mỗi liệu trình trị liệu là một tháng. Hoặc là 100 g diếp cá sao vàng hãm với 1 lít nước sôi trong 20 phút, uống thay nước hàng ngày, 2 tháng một liệu trình. Mỗi một liệu trình thì cách nhau 7 ngày. Thứ tư là chữa trị bệnh trĩ. Với đặc tính là kháng khuẩn cao, rau diếp cá được xem là một cực phẩm
trong việc mà điều trị bệnh chỉ. Kèm thêm tính mát lại chứa cái lượng lớn quercetin, isoquercetin, diếp cá có cái tác dụng làm bền chắc mao mạch, tĩnh mạch, khiến bệnh chỉ sẽ không có cái cơ hội viêm nhiễm và tái phát. Cách dùng: người bị bệnh chỉ nên ăn rau diếp cá sống hàng ngày. Ngoài ra thì bạn cũng có thể nấu nước diếp cá để xông rửa lúc còn ấm. Có thể dùng bã đắp vào hậu môn. Khi mà các cái búi chỉ ra ngoài hậu môn thì lấy muối ăn hòa với nước rửa sạch gom rồi giã nhỏ lá diếp cá đắp vào băng lại. Làm như vậy mỗi ngày một lần, vừa giúp các cái búi chỉ không bị sa xuống mà còn diệt khuẩn, không làm bệnh tiến triển nặng thêm. Trường hợp mà chỉ sưng đau thì lá rau diếp cá cho vào nồi nấu sôi rồi đem xông trực tiếp vào hậu môn. Khi mà cảm thấy nước ấm ấm thì rửa xong rồi đắp bã lá vào vết thương. Nếu chỉ ra máu thì lấy lá diếp cá, bạch cập phơi khô, tán bột, ngày uống 6 đến 12 gram, chia làm 2 đến 3 lần. Và tiếp theo dưới đây là ba cái cách làm đẹp da với rau diếp cá. Có rất nhiều cái cách làm đẹp hiệu quả từ rau diếp cá, bạn hãy lựa chọn để áp dụng theo một trong những cái cách sau đây. Cách thứ nhất là ngâm 1 kg rau diếp cá và 1 lít rượu nếp 35 độ trong bình thủy tinh. Sau 1 đến 2 tháng, bạn sử dụng rượu ngâm diếp cá pha với nước khoáng với tỷ lệ 1:1, sau đó dùng bông tẩy trang thấm rồi thoa đều lên mặt, hoặc cũng có thể là dùng tay trực tiếp vỗ lên mặt sao cho cái dung dịch thấm hết trên da. Dùng 2 lần trên ngày, sáng và tối, sẽ thấy làn da căng mịn hồng hào, lỗ chân lông se khít và mụn cùng giảm hẳn. Cách thứ hai là rau diếp cá giã nát, trộn đều 1 muỗng nước cốt diếp cá với 1 muỗng mật ong, thoa hỗn hợp lên da mặt để khoảng 30 phút rồi rửa lại cho thật sạch. Thực hiện 3 lần trên tuần để giúp da thêm trắng sáng, sạch mụn và mịn màng. Cách thứ ba là bạn giã nát 15 lá diếp cá với 1 muỗng cà phê muối hạt rồi đắp lên mặt, thư giãn với mặt nạ khoảng 20 đến 30 phút rồi rửa lại bằng nước sạch. Công thức này giúp trị mụn, chữa viêm da rất hiệu quả, tuần làm 3 lần để có kết quả tốt nhất. Trên đây quý anh chị và các bạn đã cùng chúng tôi tìm hiểu về những cái tác dụng rất tuyệt vời của rau diếp cá đối với chị em phụ nữ. Và mong rằng với thông tin này sẽ giúp ích cho các chị em phụ nữ được rất nhiều trong cái việc mà chữa bệnh và làm đẹp. Và xin cảm ơn quý anh chị đã xem và theo dõi video của chúng tôi. Bản tin sức khỏe của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chúng tôi.